Tại sao con người giành quyền copyright, còn ông trời thì không? Ông trời đã tạo ra chiếc lá, con cò và bất cứ những vật gì trên trái đất. Điều tuyệt vời nhất và kỳ diệu nhất là ông trời ổng hổng có giành quyền copyright. Ấy thế mà con người chẳng ai có thể làm được một chiếc lá dù đã làm được phi thuyền đi lên sao Hỏa. Có người sáng tác được một bản nhạc đã giành copyright. Con người thường hay bắt chước, học hỏi nhạc lý và nhạc cụ được tích lũy từ ngàn năm mới sáng tác ra một bản nhạc. Tôi không chống đối copyright nhưng phải có giới hạn thời gian. Từ 2 đến 5 năm là đủ. Mình sử dụng kiến thức sáng tạo của mọi người thì mọi người cũng có thể sử dụng kiến thức sáng tạo của mình. Tôi rất phiền lòng với copyright của YouTube về âm nhạc. Nhiều lúc, mình muốn ca một bản nhạc cũng sợ bị dính một gậy bản quyền làm mất vui.